Lòng biết ơn là một mỹ đức, nền tảng phát triển nhân cách. Triết gia La Mã đã từng nói, lòng biết ơn không chỉ là đức tính vĩ đại nhất, mà còn là khởi nguồn của mọi đức tính tốt đẹp khác. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi trên con đường tìm kiếm những danh vọng cho tương lai hay bất lực trước mong mỏi thỏa mãn nhu cầu vật chất, tinh thần, thì đừng quên rằng hạnh phúc vẫn luôn ở đó. Chu Tử Trị là một nhà tư tưởng nổi tiếng của Trung Quốc. Ông đã biên soạn một luận thuyết gồm 506 chữ, bao hàm những lời giáo huấn cho hậu thế. Những điều trong luận thuyết của ông đã trở thành những câu châm ngôn được người đời trường tụng và học tập rộng rãi. Ông giảng: đối với mọi bát cháo ta húp và mọi hạt gạo ta ăn, ta phải nhớ về sự khó nhọc của những người nông dân trồng lên chúng. Đối với từng mảnh lụa ta mặc và từng sợi chỉ ta dùng, ta phải nghĩ về công lao của những người dệt nên chúng. Thường xuyên tâm niệm lòng biết ơn chính là thể hiện của tâm tính lương thiện và là một quy phạm căn bản để làm người. Những người biết hài lòng với cuộc sống sẽ hiểu được ý nghĩa của lòng biết ơn. Khi một người cảm thấy biết ơn từng bông hoa, từng cụm cỏ, từng ngọn núi và từng ngụm nước, thì cuộc sống của những người đó chắc chắn sẽ rất phong phú và đầy ý vị. Người có lòng biết ơn là bậc nhân nghĩa. Trong cuộc sống, chúng ta đều nhận vô số ân huệ từ gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cả những người lạ ta gặp hàng ngày. Nhưng một người không có lòng biết ơn sẽ không nhận ra những ân huệ đó mà coi nó là chuyện đương nhiên. Có câu chuyện kể rằng một triết gia cùng vài người bạn đến nhà hàng ăn tối. Ông chủ nhà hàng nghe danh vị triết gia đã lâu bèn tìm đến gặp gỡ. Trong lúc mọi người đang cười nói vui vẻ thì nhân viên phục vụ đem các món ăn nóng hổi đặt lên bàn. Khi mọi người đã yên vị quanh bàn ăn, người triết gia nọ liền chuyển chủ đề sang các món ăn trên bàn. Ông nói: nhìn thấy các món ăn trước mặt, trong lòng các bạn có nảy sinh lòng biết ơn không? Cảm ơn các thực phẩm, rau quả đã thành tựu bữa ăn này. Cảm ơn người đầu bếp, cảm ơn người phục vụ chúng ta. Ông chủ hỏi: tại sao phải cảm ơn? Chúng ta ăn đều phải trả tiền cơ mà. Trong khi mọi người nhìn nhau không biết nói sao thì triết gia lại mỉm cười: thế tại sao chúng ta không trực tiếp ăn những đồng tiền đó? Người phương Tây bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị thần của mình trong ngày lễ tạ ơn. Người phương Đông biết ơn trời đất, tổ tiên, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn người khác giúp đỡ, cảm ơn cuộc sống. Thuở nhỏ, gia cảnh hành tính bần hàn, cha mẹ đều mất sớm. Mặc dù hành tính chăm chỉ học hành, vang ôn quả luyện nhưng vẫn không đủ mưu sinh. Đến mức đường cùng, ông đành phải đến nhà người khác ăn bám. Vì vậy mà Hằng Tín bị người đời chê cười. Hằng Tín không nuốt được cái giận này, bèn đến bờ sông Hoài Thủy câu cá. Sau đó, ông dùng số cá mình câu được để đổi lấy miếng cơm ăn. Ông thường chịu cảnh bữa đói bữa no. Trên bờ sông Hoài Thủy có một bà lão giặt áo trên sông. Mọi người gọi bà là Phiếu Mẫu. Thấy Hằng Tín đáng thương, bà bèn mang cơm của mình chia cho ông cùng ăn. Ngày nào cũng vậy, Hằng Tín vô cùng cảm kích ân tình của bà lão. Sau này khi Hằng Tín công thành chân tội, được phong làm Hoài Âm Hầu, ông vẫn không quên ân nghĩa sâu nặng khi xưa. Hằng Tín cử người đi khắp nơi tìm bà lão. Cuối cùng trong buổi hội ngộ, ông đã tặng bà cả ngàn lạng vàng để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Vậy nên cổ nhân có câu: chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng. Lòng biết ơn khiến nhân cách con người trở nên tốt đẹp, biết sống có tình nghĩa, đạo lý, trở thành bậc nhân đức. Lòng biết ơn là một cảm xúc từ tận đáy lòng. Bài viết về lòng biết ơn đến đây là hết. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì hãy vui lòng like và chia sẻ video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.